Theo đạo Phật thì không có tà ma, chỉ có trong tâm. Nhưng theo nhà ngoại cảm Bích Hằng ở trong nước cho biết đã truy tập được 10.000 liệt sĩ, nghĩa là cô ấy đã thấy được cô hồn của người chết. Như vậy sự kiện này có thật không? Vì cô ấy đứng nói chuyện trước các sư thầy Phật tử vân vân tại chùa Hoằng Pháp. Cái này muốn biết thì về chùa Hoằng Pháp hỏi. Cổ nói chuyện ở Hoằng Pháp mà hỏi em sao được? Hỏi vậy em trả lời không được, em hoằng hoại làm sao? Bây giờ cái chuyện cổ nói gì mình không biết, nhưng mà mình nói cái nghiệp thôi. Ma nó cũng là cái nghiệp, ma cũng là nghiệp, bởi vì cái nghiệp mà tương ưng thì cảnh giới ma cũng là một cõi tái sinh. Mà đó là mình nói cái cõi đó, mà bây giờ ví dụ thôi, bây giờ mình không tin có ma, có ảnh hưởng gì tới đạo Phật không? Không. Vì sao? Vì đạo Phật không chủ trương nói chuyện ma. Nhưng mà Đức Phật là người thấy biết các cõi, Đức Phật nói cho mình nghe. Mình không tin cũng sao hết á, tại vì chủ đích của đạo Phật không phải nói những chuyện đó. Và chủ đích của đạo Phật là hướng dẫn chúng ta tu tập giải thoát, an vui. Mình tin cũng không sao. Mình tin thì có thể là mình cố gắng, mình lánh cái điều dữ, lo làm điều lành vì mình sợ cảnh đó. Còn mình không tin cũng không sao, vì mục đích của đạo Phật là dạy mình cái đó. Nếu mà mình đặt lại một câu hỏi, ở trên đời này có những cái mình không thấy thì cũng không có nghĩa là không có. Ví dụ như hồi mình ở Việt Nam, mình nghe nói nước Mỹ, nước Úc, nghe nói thôi chứ biết nó ở đâu, vì nó quá xa vời đối với mình. Và thậm chí mình nghe nói tới năm 2000, dám nghĩ tới mình sống tới năm 2000 không? Mình cứ tưởng tượng năm 2000 là nổ một cái ra chết hết vậy, chết queo. Mình không dám nghĩ tới là mình sẽ sống tới năm 2000. Cho nên ở trên đời có những cái mình không thấy thì cũng không chắc là nó không có. Chỉ có điều mình, nó không có là không có với cái thấy của mình thôi. Còn ở trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp đó, thì cái quyển đó Ngài Narada Ngài cũng có nói vậy đó. Mình có tin hay không nó không ảnh hưởng gì tới đạo Phật hết đó. Đạo Phật là chỉ cho mình cái cách tu tập để giải thoát. Còn các việc khác thì mình không dám nói, là bởi vì mình không thấy, phải không? Và các vị đó người ta nói gì thì mình phải tìm ngay trực tiếp mình hỏi, hay nơi nào ta tổ chức. Chứ còn mình không thấy, không biết gì mà mình lạm bàn là không nên. Con rất thường nghe các bài pháp của thầy và đã giúp con rất nhiều trong cuộc sống. Duy chỉ còn một việc, xin hôm nay có dịp mong thầy chỉ dạy. Vì nghiệp và phước như thế nào mà khi có việc là mọi người đều nhớ đến tên con, nhưng khi có quyền lợi thì tên con bị quên. Thậm chí cùng làm một việc nhưng cũng không được quyền lợi. Thôi thì bây giờ cái Phật tử hỏi là không biết cái này là nghiệp hay phước. Mà hễ mà có việc gì làm á thì nhớ con, mà tới hồi hưởng thì không có. Thì có thể cô này không biết cái này phước hay họa, phải không? Thật sự ra đó, nếu mà mình nghĩ đây là cái phước cũng là tốt. Mình nghĩ cái gì mà để cho cái tâm mình nó hướng thượng, nó tích cực, nó vẫn tiếp tục làm việc lành mà không hề chán, cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà mình nghĩ là mình nghiệp, cái tự nhiên mình trùng lại. Còn mình nghĩ đây là phước, phước là sao? Mình được làm mà không cần hưởng. Bởi vì trong 10 điều tâm niệm cũng có nói đó, thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thế thì trong 10 điều tâm niệm thì chúng ta phải tâm niệm cái câu đó, một trong 10 điều. Thi ơn đừng mong cầu báo, vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ.
coi thi ơn như đôi dép bỏ. Vì vậy cho nên khi mình làm việc gì cho ai, mình đừng đặt một cái vấn đề là mình được cái gì. Thì khi mình không được gì, mình cũng không có gì để khổ. Còn nếu là mình nghĩ rằng khi mình làm cái này mình được cái gì, mà lỡ không được cái gì thì mình bị nhiều cái gì, không có gì, nó làm cho mình khổ. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Mình không là gì mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì không ai dám nói mình là gì nữa. Cho nên cái việc gì mình làm mình cứ làm, vì đó là cái phước của mình được làm. Đừng nghĩ cái đó là nghiệp. Thật sự ra mình cũng có một cách quán nghiệp, nhưng mà thay vì mình quán nghiệp thì mình phải quán là phước. Để gì chi? Để mình làm mà không thối chí, không nản lòng. Bởi vì Bồ Tát, các vị Bồ Tát hay phát ba nguyện: nguyện tâm như hư không, nguyện tâm như đại hải, nguyện tâm thương tất cả chúng sanh. Tâm của Bồ Tát phải như hư không, như đại hải. Còn thân của Bồ Tát thì như kiều, kiều là cái cầu, như cái cầu để cho mọi người đi qua. Bồ Tát phát nguyện vậy đó: nguyện thân con như kiều lương, nguyện thân con như mặt đất. Bởi vì mặt đất thì người ta chạy xe lên, người ta đi bộ qua. Thì cuộc đời mình cũng vậy, hễ mà tâm mình rộng thì thân mình nó kiên trì theo đó. Cho nên á, không sao, cũng có được sự thông cảm. Nhiều khi mình cũng buồn chứ, mình là người mà, phải không? Tại sao mà lúc mà làm thì kêu mình, mà lúc hưởng không kêu, buồn chứ. Nhưng mà thôi thì mình đã thường nói rồi, chỗ nào cần thanh niên có, chỗ nào khó thanh niên dâm. Lao động là vinh quang. Thưa đại chúng, là mình nên quán đó là cái phước của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, mỗi khi mình chán một cái việc gì á, trời ơi sao tôi chán quá, cái nghiệp gì mà nặng nề u uất cứ báo tôi hoài, nhiêu đó thôi, chứ là tự nhiên mình không cố gắng gì nữa hết. Giờ mình ngồi qua quán lại, đây là cái phước. Cái phước mới được vậy chứ đâu phải giỡn đâu. Giờ mình thấy được cái phước đó thì tên mình, quý vị thấy không, Bồ Tát Quan Âm nè, khi mà mình khổ cái mình réo ngài, mà réo đủ danh hiệu luôn nha: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quảng Đại Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó lúc khổ đó. Còn lúc mình khổ vừa vừa là Nam Mô Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà mình hết khổ, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà quý vị thấy, bây giờ mình chỉ cần nhìn lại bản thân tu học của mình à. Thường thường mình mà khổ nhiều, bắt đầu mình mới tới Phật, mình hì hục, mình cúng, mình lại, mình cầu đủ thứ. Rồi Phật cũng ngồi, Phật có nhiều chùa thì Phật để hai tay dưới lòng bàn chân kiểu ngồi thiền. Có nhiều chùa thì bắt ấn, như tượng đây chuyển pháp luôn, bắt ấn chuyển pháp luôn. Cho nên rồi á, các Phật, các Bồ Tát cũng ngồi chịu trận với mình. Mà hồi xưa có một hòa thượng, ngài làm bài thơ: gặp việc đáo đầu mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luống, tụng kinh đôi chút lại chân luôn, tu như điển chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lối tu. Thì nói như vậy để mình ví dụ, người ta khổ mà người ta réo tên mình là Bồ Tát đúng nghĩa. Tại vì sao? Tại Bồ Tát là phát nguyện rồi. Nếu người thấy tên, nghe tới tên con, thấy hình con, xin cho họ được phát tâm Bồ Đề. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát Bồ Đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe tên con, thấy hình tướng con, hết khổ. Thành thử giờ mình ta khổ, ta cần cho ta réo tên mình là mình Bồ Tát rồi, phải không? Quý vị nhớ Quan Âm không?
làm cứu khổ vậy đó, mà tới hồi vô tận ý dân chuỗi ngọc trị giá nghìn vàng, vậy mà Bồ Tát không nhận. Sorry I can't. Rồi Bồ Tát vô tận ý nói xin Quan Âm Bồ Tát hãy thương hàng tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Lúc đó Quan Âm cũng chưa chịu nhận, trừ khi nào Phật Thích Ca lên tiếng. Phật Thích Ca nói thôi Bồ Tát nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Quan Âm Bồ Tát nhận xong rồi làm gì? Dâng chuỗi ngọc lên cúng cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Thấy không? Nhiều đó thôi là mình học hạnh rồi. Tôi làm tất cả việc nhưng mà các vị đừng có cúng gì cho tôi. Ngồi hễ mà nói cúng á, thì muốn cúng là tôi nhận, nhưng mà nhận rồi tôi làm việc khác. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh để cho chúng ta học hỏi đó. Cho nên thôi ok ha, hoan hỷ ha, đừng thấy là nghiệp mà thấy là phước. Mà thấy là phước cho nên làm dẻo dai, làm không mệt nghỉ. Ở thế gian mình đi làm còn có về hưu, chứ là Bồ Tát không có hưu à. Mà quý vị cũng thấy thầy nào hưu hết á. Làm trụ trì, hết làm trụ trì rồi giao trụ trì lại cái lên làm viện chủ. Làm viện chủ là người coi sóc tinh thần của đại chúng, chứ gọi là nghỉ, chứ cũng thật sự chưa có ngơi nghỉ thật sự, vẫn còn quan sát. Sau là con có hai câu hỏi kính mong thầy giải đáp cho chúng hiểu. Người chết cúng chay thì tốt phải không thầy? Nhưng còn có nhiều nhà còn cúng mặn. Con hỏi tại sao không cúng chay? Người ta nói khi còn sống không thích ăn chay nên cúng mặn. Con nói người chết đâu có ăn được, chỉ có người sống ăn không hà. Sát sanh nhiều làm cho người chết thêm tội và không được siêu thoát. Con kính mong thầy từ bi đức độ khuyên các bác cô chú hãy viết di chúc để lại. Khi chết cúng chay và ngày giỗ cũng vậy, để con cháu có được bữa ăn nhẹ nhàng bớt sát sanh. Này cô này có yêu cầu các bác viết di chúc à? Chắc Pháp Hòa cũng về làm cái quá. Để make sure đệ tử cúng chay. Thưa đại chúng, thật sự ra đó là tại vì mình có một cái quan niệm cúng chay. Chứ còn các nước như là Ấn Độ, Campuchia, Lào thì họ đâu có truyền thống ăn chay. Phải không? Thì đại chúng cứ nhớ là mình làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Thật ra cúng chay là một phần tạo phước cho người mất thôi, chứ không nghĩa là hoàn toàn. Còn ngoài ra chúng ta còn phải làm nhiều cái việc phước thiện khác để hồi hướng cho người mất. Thì bây giờ cái người trong gia đình hay ai đó mà chưa phát tâm cúng chay, nhưng mà bù lại người ta làm việc thiện khác, thì mình hãy ghi nhận cái điều đó rồi từ từ chuyển hóa. Chứ cũng đừng có nặng nề chuyện cúng chay hay cúng mặn. Nếu nói là cúng không ăn, nếu nói là cúng không ăn thì chắc gì đem đồ chay lên mà ăn. Vì hồi nãy cô cũng trả lời đó, cô nói cái người kia nói là lúc còn sống, người sống nó không ăn chay, cho nên bây giờ tôi muốn cúng là tôi chỉ cúng mặn thôi. Thì cô này cũng mới nói lại, cô nói cúng là cúng vậy thôi chứ người chết không có ăn. Thì thôi nếu mà cô chắc họ không ăn thôi để cúng gì cũng được. Còn nếu mà cô muốn chắc ăn nữa thì mỗi lần biết con cháu nhà đó sắp cúng mặn thì xi nhan trước người chết. Nói bữa nay cháu bà đem lên đồ mặn, bà đéo bà đừng ăn nghe không. Đó là cái quan niệm của mình thôi. Chứ còn các nước khác họ đâu có ăn chay đâu mà họ cúng chay. Mà thật sự các nước khác cũng không có cúng nữa. Các cái nước như Lào, Campuchia cũng chẳng cúng nữa. Cúng này là cái truyền thống của Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc. Chứ còn nước Lào, nước Campuchia người ta không có cúng giỗ kiểu như mình đâu. Cho nên đừng có nghĩ là cái này là cái chung. Chẳng qua là cái truyền thống của người Việt mình nhớ nghĩ ông bà là chúng ta cúng những ngày giỗ. Cho nên mình khuyên được thì tốt, còn không được thì mình tùy duyên. Cái thứ hai là giống như cổ đề nghị vậy đó, quý bác nào muốn con cháu mình có một cái lễ nghi cho mình theo cái ý mình thì nên chuẩn bị trước, để không thôi mất công rồi mình không vui.
Cứ mỗi lần ngày lễ cha mẹ hoặc birthday tổ chức ăn mặn chúc cha mẹ tuổi thọ mà sát sanh mọi con vật thì đâu có ý nghĩa gì phải không thầy? Con kính mong thầy có đầy đủ lòng từ bi và đức độ khuyên Phật tử tổ chức tiệc chay tốt cho cha mẹ, cho nhiều gia đình con cái không ăn chay, nhưng vì thương cha mẹ, nghe lời cha mẹ ăn được một ngày chay cũng tốt. Cái này là có cái ý tốt muốn khuyên, nhưng mà đâu có nghĩa là em làm được. Em khuyên thì em khuyên, mà người ta làm hay không là ta tùy theo ý người ta thôi. Nhưng mà tốt, tức là mình có cái ý tốt là muốn hướng dẫn cho mọi người vì cha mẹ mà hãy nên tập bớt sát sinh để cho cha mẹ được cái phước. Cái đó là theo cái ý nghĩa tốt của mình. Nhưng mà mình phải nhớ là người không có duyên thì đôi lúc chúng ta cũng không làm gì được. Người ta, xin lỗi đại chúng, là cái trái cây á, mà mình đem từ trên cây xuống mình ăn á, nó ít có ngon bằng cái trái nó tự chín trên cây. Cái trái mà nó chín trên cây chúng ta gọi là trái gì? Chín cây. Còn cái trái mình hái xuống mình ép cho nó chín thì kêu là gì? Vú nó, phải không? Làm cho nó mau chín thì ăn cũng được, nhưng mà cái ngọt nó không thật ngọt. Thì cũng như thế, người mà không đủ duyên, không có thể nghe những cái điều mình nói thì cũng khó lắm chứ không phải đơn giản. Nhưng mà thôi thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì lành chúng ta cần nói thì cứ nói, và chúng ta cứ khởi duyên cho mọi người. Còn được như thế nào là tùy cái duyên, cái phước của mọi người họ nhận cái phần đó. Con xin thầy chỉ dạy về vấn đề tôn giáo. Con tu theo Tịnh độ, chồng con thì theo Thiên đạo. Chúng con thường hay bất hòa, con kính xin thầy ban cho chúng con lời khuyên nào để giải quyết được sự bất đồng về vấn đề này. Có giải quyết gì đâu. Cái này là do mình không hiểu thôi. Bây giờ trước hết đó, nó là Thiên đạo. Là Thiên đạo là cái gì? Ở bên Đài Loan có một cái tôn giáo đi, có một cái giáo phái gọi là Thiên đạo. Thì các vị này tin vào Đức Phật Di Lặc, cho nên chỉ thờ Đức Phật Di Lặc thôi. Và mỗi ngày các vị này sẽ đảnh lễ Đức Di Lặc bao nhiêu lại đó, để mà cầu xin về cái cõi trời của Phật Di Lặc. Người ta không phải Phật giáo, nhưng mà thật sự ra cái này nó cũng bắt nguồn từ đạo Phật. Cái cách ăn chay hay là tín ngưỡng Đức Phật Di Lặc cũng bắt nguồn từ đạo Phật thôi. Nhưng mà người ta lập tông riêng, phái riêng, gọi là Thiên đạo. Bây giờ mình tu Tịnh độ là mình cầu xin về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Và bây giờ quý vị cứ nghĩ hai cái đức tin khác nhau mà tối ngày cứ gây hoài thì đâu phải là người tu. Phải không? Cho nên mình đừng có mất thời gian làm cái việc đó. Mình chỉ ghi nhận và những gì lành thiện nơi người khác người ta làm. Bây giờ một người mà có được cái Thiên đạo, mặc dù nó không cùng với cái ý mình có thể tạm cho người ta chưa đúng đi, cái đó là mình cho người ta vậy đó, nhưng mà người ta vẫn còn có một đức tin nào hơn là người ta không có tin gì hết. Cái hơn nữa là Thiên đạo là vậy thôi, còn sâu sắc nữa thì mình phải tìm hiểu. Nhưng mà trên căn bản Thiên đạo là những người tin vào Đức Phật Di Lặc. Còn mình á, Pháp Hòa nói bây giờ chẳng những riêng, đừng có nói chi Tịnh độ với lại thiền hay là mật gì đó. Bây giờ đại chúng để ý, mình á, là người muốn phát huy Tịnh độ, cái mình chê thiền. Mình nói tu Tịnh độ nửa chết có chỗ về, anh tu thiền nửa chết không có chỗ. Bởi vì tu thiền không có hướng tâm về sanh cõi nào, thì mình nghĩ là chết không có chỗ để đi. Thì mình bài xích thiền, và thiền á, thì bài xích tịnh. Thì bây giờ quý vị thấy là có phải mình muốn phô trương cái tông của mình lên là vướng vào cái gì? Tham. Mà người khác bị chỉ trích á, thì nói gì? Nổi sân. Rồi cuối cùng hai bên leo thang chỉ trích nhau là sĩ. Muốn phô trương cái tông mình nhưng mà rốt cuộc bị tham sân si chi phối. Thành ra cũng phải để ý cái chuyện đó. Cũng để ý cái chuyện mà thật ra tất cả pháp môn chỉ là phương thuốc, nó không phải là cái gì quan trọng mà để chúng ta gọi là chỉ trích. Thuốc uống
Thuốc uống thì thuốc nào cũng giống nhau, miễn thuốc nào hết bệnh là tốt. Cho nên đừng có kẹt vào cái việc đó. Con tu theo tịnh độ, con tin là lúc lâm chung sẽ có Phật Tam Thánh đến rước. Vậy làm sao biết được là Phật A-di-đà đến rước hay là ma vương giả dạng đến rước? Mình là member của Phật Di-đà mà không biết Phật Di-đà ra làm sao à? Thưa đại chúng, là đây là Pháp Hòa nói theo cái pháp tu thôi. Khi mà mình bây giờ đơn giản thôi nè, quý vị là những Phật tử có đi chùa, có tiếp xúc với một số chư tăng rồi. Bây giờ một vị thầy tu nào thật tu và một người tu giả mạo tiếp xúc với quý vị, hồi quý vị nhìn ra không? Ra chứ. Cái người mà họ không thật tâm tu, họ đâu có được những cái hạnh đức như vậy. Cái tướng đi của họ, cái ánh nhìn của họ đâu có giống như một cái người tu. Mình không phải là thầy bói, cũng không biết coi tướng, nhưng mà xem cái bộ gió cũng đoán được chút chút. Mắt phàm mà còn chuyện đó được thì huống chi mình hằng ngày mình giao tiếp với Đức Phật, mình niệm danh hiệu Phật, mình quán tướng Đức Phật, quán tượng Đức Phật, trì danh niệm Phật đủ cách hết, không lẽ lúc đó mà không biết Phật nào sao? Còn muốn biết thì sắm cái đồ ra. Quý vị nhớ là ánh sáng của Phật và ánh sáng của ma, tự nhiên lúc đó mình cảm được. Cho nên hàng ngày mình nhìn tượng Phật, mình quán tượng niệm Phật, và tâm mình không hề nghĩ cái chuyện tạp khác, thì không có lo cái sự giả mạo. Mà nếu có đi nữa, tự mình sẽ nhìn ra được. Cái điều đó không thể nói. Con kính chúc thầy đi hoằng pháp được an lạc. Thưa thầy, khi còn trẻ mẹ con là người rất tốt, nhưng bây giờ lớn tuổi tự nhiên mẹ con đổ nghiệp thân khẩu ý, xin thầy từ bi chỉ bảo. Mẹ con vẫn thường niệm Phật và Quan Âm, nhưng điều xin cho gia đình con cái công danh sự nghiệp mẹ không nghĩ hướng về Phật Pháp. Tại vì mình đã hướng ở một cái mức độ cao hơn, thì mình nhìn mẹ niệm Phật tụng kinh bằng một cái điều rất là đơn giản, là chỉ cầu nguyện cho con cái. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ như thế này nè, cái này cũng có gì gọi là đổ nghiệp, trừ khi nào mình, thí dụ bây giờ cái người đó tham sân si đầy đủ, thân nghiệp khẩu nghiệp luôn luôn tạo những cái điều không thiện, thì mình xót thương, mình hướng dẫn để cho cái vị đó tiêu nghiệp tiến tu. Còn bây giờ quý vị nghĩ một bà cụ hiểu Phật Pháp một cách đơn giản là gì? Niệm Phật cầu an cho con cái. Vì bà muốn con cái bà khỏe mạnh an vui, cho nên bà mới cố gắng bà tu và niệm Phật. Như vậy cũng là một cái hướng tốt. Tại vì một con người mà người ta có một cái điểm, cái đỉnh nào để người ta hướng thì người ta mới phát tâm. Ví dụ như chúng ta cũng vậy, muốn tu tốt cho nên mình mới hướng tâm đường tu, và mỗi ngày mình nghe pháp mình học vì mình muốn một ngày nào đó mình tới cái chỗ cao tột hơn, hay hơn. Vì vậy cho nên hồi nãy mình có nói ở bên chùa Phổ Minh đó, tinh tấn nó có một loại gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh tấn, vì lợi lạc cho mọi người mà làm. Thì mẹ cũng thế, mẹ vì muốn sự bình an cho con mà cố gắng niệm Phật. Nhưng mà nếu mình không nói cái điều đó, chưa chắc bà có một điểm để bà tu. Bây giờ nè, mình ít có khi nào mà đến với Phật một cách đơn thuần, chỉ thắp cây nhang lắm. Đa số là mình có điều kiện: Phật phù hộ cho con đòi được nợ kỳ này, con cúng phần nửa in kinh. Mình luôn luôn có điều kiện. Mà hễ mà mình đang bệnh, Phật phù hộ kỳ này cho con hết bệnh, con xuống tóc cho con trai 3 tháng. Lúc bình thường đâu chịu xuống tóc đâu, kỳ này bệnh quá xuống tóc và ăn chay 3 tháng. Thật sự bây giờ mình nghĩ coi, ít khi nào mình đến với Phật mà mình không có điều kiện với Phật đó. Mà mẹ hễ mà Phật mà có điều kiện, mà Phật mà cho mình được cái là mình phải Phật linh. Thành thử ra mình cũng đừng có nhìn bà cụ là một dạng gọi là tu dở,
Nhưng mà bất quá là ở một cái hình thức, một cái tâm niệm đơn thuần của một người mẹ, một bà cụ là thương con và ráng tu thôi. Thì cái đó chúng ta cũng nên trân trọng. Rồi từ từ mình hướng thêm. Ví dụ bây giờ mình thấy nếu mà bà nè không vì niệm Phật cầu nguyện cho con, như hồi sáng con, hôm tối hôm qua con bà cụ đó 86 tuổi mà giờ vẫn đi club, thì quý vị so ra bà má mình ngồi ở nhà niệm Phật cầu an cho con với bà cụ 86 tuổi đi club mỗi tuần muốn nào, phải không? Trước con kính chúc thầy vạn sự cát tường hỷ lạc, sau con kính xin thầy giảng cho con được hiểu một điều. Con thấy có người ngồi trước bàn Phật khấn xong rồi mới lại, còn con khi đốt nhang đứng trước bàn Phật khấn xong rồi quỳ lại, có khi con chỉ xá xá, xá ba cái được không vì đau chân? Ngồi và đứng khấn Phật, cái nào mới đúng lễ? Con kính xin thầy giảng cho con hiểu để làm đúng theo nghi lễ cho khỏi thất lễ với Phật. Thưa thầy, trình độ học kém của con có điều chi sơ sót, kính mong thầy hoan hỷ. Tái bút, con gặp thầy thật chứ không mơ. Thấy thầy rất khiêm cung và từ bi hoan hỷ, không khác gì vị Bồ Tát. Bây giờ bà cụ á, có lý do là đau chân, cho nên là đứng khấn Phật thôi. Rồi bây giờ bà hỏi vậy chứ bây giờ khấn xong rồi lại, hay là lại xong rồi khấn? Quý vị thường thường khấn xong rồi lại, hay lại rồi khấn, hay vừa khấn vừa lại? Chắc vừa khấn vừa lại để cho thấy mình tha thiết, phải không? Thật sự ra cái nào cũng được hết, nhưng mà thông thường chúng ta thường làm là chúng ta khấn xong rồi chúng ta lại, lại rồi chúng ta lui. Thường thường mình muốn thưa cái gì ấy, bẩm, bẩm xong rồi bắt đầu hành lễ tạ ơn rồi lui, cũng giống như mình bái kiến hoàng thượng vậy đó. Đó, tâu trình với hoàng thượng xong rồi cái là hạ thần cáo lui. Thì bây giờ mình cũng cáo lui với Phật bằng ba lại. Cái đó là Pháp Hòa nói theo cái hình thức lễ nghi. Bây giờ hết trưa hết là mình nói thế nào là nghi lễ. Nghi là hình thức bày tỏ, lễ là sự cung kính. Nghi lễ nghĩa là hình thức bày tỏ lòng cung kính, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là sự tôn kính, còn nghi là hình thức, là lễ nghi, nghi thức. Chúng ta làm cái gì cũng đều là bày tỏ cái hình thức cung kính của chúng ta thôi. Còn cái chuyện tùy sức khỏe, bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói không được phải lại Phật, mà giờ mở ngoặt đau chân rồi sao lại? Không, thành thử ra tùy theo sức khỏe mà chúng ta tu tập, chúng ta đến. Và đại chúng nhớ là khi mà chúng ta lại Phật là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn thôi, chứ không phải là để Phật cho mình cái gì. Mình thờ Phật, mình lại Phật là để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Con quy y từ lúc còn nhỏ, khoảng 10 tuổi, sau này trưởng thành, con đọc sách và nghe các bài pháp thoại của các thầy về tam quy ngũ giới, nên cũng hiểu về giới và việc giữ giới. Con xin hỏi thầy, con có phải quy y lại không? Chữ quy y lại á, được. Bởi vì sao? Bởi vì khi còn nhỏ mình quy y, ý thức mình chưa có đủ. Bây giờ mình lớn lên, mình nhận thức đầy đủ, thì mình nên trở về một chùa nào mình có lễ quy, mình xin nghe giới trở lại, và mình xin tự thân tâm của mình lúc đó phát nguyện ba pháp quy y, để cho mình tiếp nhận cái pháp này bằng cả cái ý thức trọn vẹn của mình, mà không phải cái ý thức mơ hồ như lúc nhỏ. Lúc nhỏ 10 tuổi ba mẹ dẫn đi chùa thì biểu mình đọc thì mình đọc, chứ ý thức mình chưa có. Còn bây giờ là mình lớn rồi, mình đủ nhận biết, thì mình nói là con xin quy y Phật, thì cái câu này nó từ tâm mình lưu xuất ra, là hôm nay con đã nương Phật, nương Pháp, nương Tăng. Trường hợp đó gọi là quy y lại. Mà chữ lại đây không có nghĩa là mình phản thầy,
xa bạn gì cả, mà vì chúng ta muốn đích thân tâm của chúng ta bằng tất cả sự ý thức của chúng ta mà phát nguyện thôi. Và nếu mình nhớ pháp danh của mình thì vẫn giữ pháp danh cũ đó mà không cần thay đổi. Mà quý vị cũng đừng nghĩ rằng ai, thí dụ bây giờ quý vị nào lớn lên mới quy y đi, nhưng mà nếu trong vòng một thời gian nào từ 3 tháng trở lên mà quý vị không ôn lại những cái giới đó đó thì coi như mình cũng đã thiếu sót rồi đó. Cho nên Phật tử mà quy y rồi đó là mỗi tháng ít nhất một lần phải tụng giới, ít nhất một lần phải ôn đọc những cái giới đó lại, chứ không phải là quy y rồi là để cuốn sổ đó rồi là mình thành pháp đâu. Lễ quy y sẽ được tiếp tục duy trì nếu mỗi tháng vẫn còn tụng giới. Cho nên Phật tử là phải tụng giới, mỗi tháng một lần tụng năm giới mà mình thọ, 10 giới thập thiện, tại gia Bồ Tát giới, chứ không nên không tụng giới. Còn thí dụ như mình thấy một vị thầy nào mà mình có thể nương tựa thì mình xin thầy đó làm vị thầy y chỉ cho mình, để mình nương tựa vị đó mà chúng ta tu tập. Cho nên dù Phật tử có thọ giới rồi, thí dụ ngày hôm nay đi, một số quý vị đăng ký gọi là quy y, nhưng mà quý vị nhớ là khi mình đăng ký quy rồi thì bằng tất cả ý thức của mình hôm nay, nhưng cũng phải thường xuyên ôn tụng, chứ không thôi là chúng ta sẽ mất đi cái ngày lễ thọ giới đó. Sao con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy bóng người đứng trong phòng con rất sợ. Việc này xảy ra thường xuyên, xin thầy chỉ con làm sao để ngủ ngon giấc mà không còn mộng mị. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ là người nói Phật Pháp thôi, chứ đâu phải chuyện gì trên đời cũng biết. Ngủ không được cũng réo. Mà sai lúc ngủ được không thấy nhắc. Thưa đại chúng là như thế này nè. Khi mà mình đi ngủ đó, hay là đời sống hàng ngày của mình đó, mình phải tập có sự thiền định. Vì hàng ngày á, những cái gì chúng ta tiếp xúc á, nó trở thành ra những cái hạt giống, những chủng tử nó rơi vào trong cái tàng thức của mình, cái bộ nhớ của mình hết. Rồi khi mình ngủ đó thì cái ý thức mình á, đi vào cái kho đó, nó mời ra, nó móc ra. Thành thử ra nếu mình thường hay sợ hãi ma thì mình thấy ma, tại vì mình thương sợ, cho nên cái hạt giống sợ ma nó nằm ở trong mình. Cho nên thường thường á, mình nghĩ cái gì thì nó rơi vô cái memory của mình, cái tàng thức của mình. Và thưa đại chúng, khi mình ngủ đó, cái thức của con mắt á, nó ngủ, cái thức của lỗ tai nó ngủ, thức của lỗ mũi nó ngủ, thức của cái miệng nó ngủ, thức của cái thân nó ngủ, nhưng mà có cái ý thức nó không ngủ, nó đi vô trong cái tàng thức, nó moi ra. Cho nên mình thường có chiêm bao. Và chiêm bao là tại vì hằng ngày có thể là mình chứa cái đó. Còn nếu ví dụ mình nghĩ rằng có một cái vong nào đứng đâu đó đi, thì mình khấn họ, hay là mình niệm Phật, cho mình niệm Phật, mình ngồi thiền để cái tâm mình đủ định tĩnh, thì cái đó cũng có thể không xuất hiện. Nó có ví dụ như mình trì chú nè, mình niệm Phật nè, mình thiền tĩnh nè, để làm sao mình giảm được cái đó. Và thậm chí mình thấy họ thường xưa mà mình quả quyết là có họ, mình khấn họ đi. Thôi quý vị ơi, tôi biết quý vị thường hay hiện hình hiện tướng mà tôi sợ lắm, quý vị đừng có cho tôi thấy. Mình có thể khấn họ được nếu mình có cái niềm tin. Rồi thưa đại chúng là cái gì cũng vậy hết, mình có cảm là có ứng. Tại vì mình khấn Phật được thì các cái cõi âm đó mình nói cũng được. Nhưng mà mình nói ra theo tâm lý là để làm gì? Để mình cảm nhận là mình nói rồi đó, mình xong rồi đó. Cái đó là tâm lý. Ví dụ nè, mình dạo một cái mâm cơm lên bàn thờ mình để, mình không nói gì cũng không sao hết á, nhưng mà cái tâm lý là phải nói Nam Mô Di Đà Phật, hôm nay chủ nhật cuối tuần, tới phiên tôi trị nhật nấu ăn,
tôi xin làm một ít thức ăn chay lên cúng các vị vong nam nữ thờ trong chùa, các vị về thọ rồi hưởng rồi nghe kinh rồi siêu thoát nghe. Tâm lý mình nói vậy đó, cái mình cảm nhận là tôi nói rồi mấy ổng mới bả về ăn rồi đó. Nhưng mà nếu mà lỡ ông bà nó nói cảm ơn dạ đứng đó thấn nữa không? Cái tâm lý thôi. Cái gì mình làm, ví dụ mình dọn vô nhà mới, cái mình mua dĩa trái cây, cái mình khấn thổ địa, nói hôm nay ngày mấy tháng mấy con tên gì vậy ha, gia đình con bắt đầu hôm nay dọn vô nhà này để cư ngụ ở đây, giờ con có chút ít hương hoa trà quả, kính dâng chư vị đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ xin các vị cho phù hộ cho con đây được yên ổn. Nói xong cái cảm giác là đó, tôi cúng mẹ ổng rồi đó, tôi xin phép hết rồi đó. Mà nếu ông thổ địa nó ổng chồi lên nó ít quá à con ở được không, bán nhà gấp mà tâm lý thôi. Cho nên là mình, ví dụ mình thấy họ mình khấn và mình có cái tâm lý là mình đã trình, mình đã xin họ rồi, mình xin họ rồi. Cho quý vị thấy là lúc nào, cho vì vậy đó, cho nên trong cái pháp hành trì là mình hay dùng cái nhang vậy đó. Cái nhang là cái khói hương nó bay tỏa ra, cái mình khấn nguyện để làm gì, để mình có cảm nhận là mình đang tiếp xúc. Cây nhang đó là cái giao thoa giữa mình với người ở một cái cõi giới nào đó. Nhưng mà thật sự ra quý vị không có nhang cũng không sao hết á. Mình khấn là theo cái tâm của mình thôi. Mà bây giờ không nói ra thành lời được không? Mình nói trong lòng cũng thành như thường. Nhưng mà cái tâm lý mình nói ra được thì tức là mình có cái cảm nhận như mình đã trình bày xong rồi. Có nhiều người ở Việt Nam, người ta đập đầu cá lóc, ta ăn mỗi ngày, ta cắt cổ gà, cổ vịt, cái người ta học một câu. Trước khi cầm cái dao cắt cổ gà lên, cái nói vô con gà: thác thác sanh tùng tùy nhân tướng, đầu thai kiếp khác làm ăn. Đừng đầu thai con gà con vịt mà bị người ta cắt cổ nhổ lông nghe con. Nói xong cũng cắt nhỏ như thường. Nhưng mà tâm lý nói vậy xong rồi vẫn cắt cổ nó, rồi mà mình ý nghĩ rằng á, mình đã độ nó rồi đó. Còn có nhiều người Nam Mô A Di Đà bà dạ ra tha dạ ra điều gì. Cái đó là mình kêu là tụng chú giảng sanh cho nó siêu thoát. Nó mà nó dãy ra được, nó nói bà đừng cắt, tôi còn linh hơn bà tụng nữa. Nhưng mà bà nói tâm lý đó. Ăn chay là tự mình phát nguyện ăn chay, nhưng mà mình thèm quá cái tự mình suy nghĩ ra 12 giờ khuya rồi, qua ngày mới rồi, thôi ăn mặn đi. Và mình bắt đầu mình đặt ra một câu chuyện là Phật ngủ rồi. Quý vị thấy tâm lý không? Tự mình muốn ăn vậy nè. Cho nên là mình mới có một bài thơ đó: ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Thật nữa là anh mà muốn cái đó rồi cái gì anh nói cũng được hết. Anh mà muốn ăn mặn cái rồi cái đợi 12 giờ cái anh nhảy qua ngày mới. Rồi còn có kiểu ăn chay này nữa nè: sáng sớm là ăn chay tới 12 giờ thôi, qua 12 giờ là nói giờ gì biết không? Hết giờ ngọ rồi, giờ của Phật hết rồi, bây giờ giờ cõi âm. Thật sự mình ăn kiểu nào cũng tốt hết á. Bây giờ ví dụ quý vị quan niệm vậy, quý vị ăn nửa ngày chay cũng quý nữa, cái đó vẫn quý như thường chứ không có gì từ chối hết á. Nhưng mà Pháp Hòa trình bày ở đây để thấy là khi cái tâm niệm của chúng sanh mình muốn cái gì là tự mình create, mình tạo một cái để cho nó có cái excuse. Đó, có một cái gì để mình nói. Có bà cụ đó, bà đi chùa, bà cầm bịch cam tới bàn thờ nào cũng bà để một trái vậy đó. Tới hồi bà ra cửa chùa, cái tượng Đức Phật đản sanh chỉ tay trời tay dưới đất như nè, bà hết cam rồi. Cái bà lợi ngay cái tượng, bà vỗ đầu: trời, tội nghiệp con. Bà xin lỗi con, tại con nhỏ con đứng bà không thấy.
bữa sau nghe con, bữa sau, bữa sau. Tất cả đều là cái tự cái tâm mình sinh. Giống như gần đây mà người ta treo cái chữ phúc á. Thường thường treo chữ phúc ta treo thẳng vậy, mà gần đây mấy còn chừng chục năm gần sau này Pháp Hòa thấy ta treo cái chữ phúc đảo ngược lại. Thì hỏi sao vậy thì người ta mới giải thích. Tại vì người ta phát âm là phúc đảo. Đảo là đảo ngược lại, nghĩa là cái phước nó trở lại với mình. Bây giờ mình treo 100 câu đi mà không làm phước, phước tới không? Nhưng mà tâm lý treo cái chữ phước ngược lại là phúc đau, phúc tao 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 đau đau. Cho nên toàn là phát âm thôi. Thưa thầy, con rất mến mộ thầy, hầu như đêm nào con cũng nghe thầy giảng trước khi đi ngủ. Và con luôn cầu mong có ngày gặp được thầy ở ngoài đời chứ không phải qua YouTube. Cách đây hơn một tháng con được biết thầy sẽ qua Úc giảng, con mừng vô cùng. Cũng là lúc công việc của con ở hãng rất bận. Con chưa bao giờ say no khi boss kêu làm thêm, phần vì con cũng muốn kiếm thêm tiền. Còn vài ngày nữa thầy qua tới Sydney, con vừa muốn gặp thầy vừa muốn làm thêm, như vậy thì mệt quá. Chà, khó ăn à nha. Này là mắng vốn á. Không chừng lát nữa thầy có gì chia nữa. Trong lúc đó con nghĩ tới mẹ Quan Âm và cầu xin người cho con đừng làm thêm thứ bảy. Không ngờ lời cầu xin của con thật là linh nghiệm. Cả hãng con không ai làm thêm. Con kể cho ông xã nghe sự linh ứng của mẹ Quan Âm. Ông xã nói con ích kỷ. Tiếp 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 tiếp. Ông xã nói con ích kỷ, nếu muốn không làm thêm thì xin một mình thôi, thì tại sao muốn mọi người đều nghỉ? Thầy ơi, có phải con ích kỷ quá không? Như vậy là mai mốt ai có cần gì đừng kêu con này xin. Xin một và được 10 luôn. Thưa đại chúng, là cái gì cũng do cái tâm mình nghĩ, thấy không? Thật sự ra mình có xin, nếu mà cái tâm mình thành thì nó cũng ứng, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này là cái tội xin xong rồi còn khoe. Khoe cho nên nó bị dũa. Lần sau nhớ xin nó nói mẹ ơi, mẹ có linh cho mình con nghỉ thôi. Mà Quan Âm nào cũng rảnh ghê. Em xin cho em nghỉ giảng mà không cho. Còn cô này cổ xin nghỉ mình, cổ làm mà cho nguyên hãng nghỉ. Quan Âm này rảnh. Cô không có ích kỷ đâu, tại cái hãng cô hên thôi. Tại vì nếu như mà cô ích kỷ thì cô nói là cho nguyên hãng nghỉ đi, để đừng ai có tiền giống con hết. Thật sự ra thì nhiều lúc mình may mắn gặp đúng lúc thôi. Rồi bây giờ quý vị nhớ là ở đời có nhiều lúc không bao giờ cái gì mình được cả hai đâu. Hễ mà bây giờ nếu mình chấp nhận đi làm có thêm tiền thì mình hy sinh buổi giảng. Còn mình thấy rằng bao lâu thầy mới qua một lần,
Có dịp mình lên thăm thầy, đừng nói đặt vấn đề gọi là giảng, không giảng gì hết đó. Đâu phải quý vị nghe mấy buổi này rồi quý vị thành đạo đâu. Quý vị nghe hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi rồi, mình cũng là mình không hơn được gì hết. Chẳng qua là mấy ngày nay chúng ta gặp nhau như một sự thăm với nhau, trong cái thâm tình Phật tử. Pháp Hòa nhận mấy ngày nay Pháp Hòa không có dám nghĩ là Pháp Hòa đi giảng thuyết đâu. Pháp Hòa chỉ dám nghĩ rằng Pháp Hòa đang đi một chuyến để thăm quý Phật tử thân thương, chứ không dám nghĩ giảng thuyết. Còn nếu mà xin lỗi, nếu gọi là giảng thuyết, quý vị nghe trong băng đã đủ chứ đâu cần phải gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau đây là mình bày tỏ cái tình thân của mình. Biết nhau ở trên YouTube, quen nhau bằng tình cảm long distance. Chứ bây giờ được cơ hội gặp nhau như thế này thì hãy đến với nhau, có mặt cho nhau trong từng giây phút vậy thôi. Cho nên ví dụ như Pháp Hòa chỉ còn có một buổi chiều ở đây đó thôi, chỉ còn gặp nhau một chiều nữa thôi. Một chiều nữa thôi là xa nhau rồi. Ngày mai các du về lại với đời, còn lại mình ta trong kiếp lang thang. Cho nên mình gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cho nên đạo hữu muốn gặp nhau thì hy sinh không đi làm. Còn nếu mình xin mẹ Quan Âm mà cho mình được nghỉ, đó là mình may mắn gặp đúng thời. Chứ đừng có nghĩ là Quan Âm linh vậy mai mốt cứ xin kiểu này hoài là Quan Âm hơi cực á. Mà hãy cho mình nghỉ thì boss ế nó mới cho nghỉ, phải không? Mà hãng ế mới nghỉ, mà hãng ế là mình cũng tiêu á. Đó đời mà được này phải mất kia. Cho nên nếu mà thí dụ không được, bây giờ muốn xin nghỉ mà hãng không cho bắt mình đi làm, thì thôi giờ mình chỉ có một trong hai thôi. Thậm chí còn phải đi làm nữa là khác. Con trai con đang tuổi teen, xin rồi Úc, cháu sometimes nghe thầy giảng online. Cháu hiểu Phật giáo không phải là một tôn giáo, vì Đức Phật là người có thật, người tìm ra chân lý, chỉ dẫn cho mọi người con đường đi đúng. Nên mỗi khi cháu feel phone, cháu viết no religion, even cháu đã có pháp danh đốt nhang niệm Phật mỗi tối. Con có nói với cháu feel Buddhism, chỉ hình thức thôi, but he said no, con phải làm sao? Thứ hai là có địa ngục là có thật hay không? Tại vì có thầy giảng là không có địa ngục. Như trong kinh Du Lan Bồn, Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ, con confused quá, xin thầy giải thích giùm con. Trước hết là mình nói về cái cách hiểu của cái em nhỏ này. Tại vì xưa nay ai cũng hiểu đạo Phật là một tôn giáo, mà đã là tôn giáo thì phải có một vị giáo chủ có đức tin, có nghi lễ vân vân. Thì được, mình cũng có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng đạo Phật sâu sắc hơn nữa, không phải chỉ dừng ở một tôn giáo đức tin, mà đạo Phật là một phương pháp để sống, một phương pháp để thực tập, để chúng ta chuyển hóa những đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì nếu tôn giáo chỉ có mặt cho con người mà không hướng dẫn cho con người pháp môn tu tập, mà chỉ biết một lòng kính tin, thì lâu ngày sẽ biến một tín đồ đó trở thành mê tín, mù mờ và không hiểu mình tin cái gì. Đạo Phật mình có thể nhìn ở cái mặt là một tôn giáo, nhưng mà chúng ta không dừng ở đó, và chúng ta phải phát triển cái chữ đạo Phật sâu hơn nữa, là một lý lẽ, một đạo đức, một lý lẽ để dạy cho chúng ta sống cho lành thiện. Vì cái em này nó còn nhỏ, cho nên nó nghe sao nó sẽ dính thế. Đạo Phật không phải là tôn giáo,
Cho nên khi mà nó điền vô một cái đơn đi học, hỏi là có đạo gì thì nó nói nó no religion, phải không? Thì có thể nó chưa hiểu hết chữ đạo là con đường, là bổn phận, là phương pháp sống. Thì chúng ta sống và có đường để sống, có con đường để đưa chúng ta đến chỗ an lạc, thì đạo Phật cũng là đạo. Mà đạo này không phải là chỉ ở đức tin, mà đạo này là con đường để hướng dẫn chúng ta đi đến cái chỗ an vui, hạnh phúc. Mình đi đâu mà không có đường, không có đường đi lạc thì sao? Cho nên phải biết đường đi mới được. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu đạo này là một tôn giáo thì có thể chúng ta confused không? Có thể chúng ta không điền. Nhưng mà nếu mình nhận rằng đạo này là con đường để dẫn dắt mình đi thì mình có đạo chứ. Cho nên có nhiều Phật tử nói tôi quen với cái anh đó, ảnh có đạo. Ý họ nói đạo gì? Đạo Chúa đó. Còn mình không đạo. Không phải như vậy. Ai cũng có đạo hết. Bởi vì người không có đạo là không có đức. Đạo đức. Mà con người có đạo nghĩa là con người có cái phương pháp, có con đường để chuyển hóa khổ đau, mang lại an vui. Thế thì chúng ta làm sao không đạo được? Nhưng mà cái đạo của chúng ta hiểu không phải là một tôn giáo thuần túy, mà đây là một con đường hướng dẫn. Hỏi anh có đạo gì không? Nói dạ tôi có, tôi là đạo Phật. Thì đạo Phật là đạo gì? Đạo giải thoát, đạo tỉnh thức. Con đường của tôi là con đường tỉnh thức. Chứ cái chữ đạo tôi không phải là một tôn giáo đức tin thuần túy. Thế nếu nó hiểu vậy thì nó sẽ điền, nó là Buddhism. Mình giải thích. Còn nếu mà em nói dù nó điền là nó không đạo, nhưng mà đời sống hàng ngày nó rõ ràng, nó theo cái đường lối của Đức Phật, thì nó là đạo Phật rồi. Vì đạo có ba nghĩa. Đạo là con đường, đạo là bổn phận. Như vậy thì đạo là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Thì nếu mà con người nào mà sống được với một cái đường lối nào đó để cho con người mình ngay ngắn thẳng tắp, rõ ràng mình có đạo. Ví dụ mình theo năm giới là cái cách sống của mình là nương vào cái đạo. Đạo đó là năm giới để chúng ta hành trì, chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Đó là Pháp Hòa tạm giải thích như vậy. Thì quý vị có cô có thể giải thích thêm cho cháu. Còn nếu cần nữa cho nó có số phone, cho nó trực tiếp nó nói chuyện để Pháp Hòa giải thích cho nó hiểu sâu hơn. Nó hiểu như vậy là nó hiểu theo cái cách mình giảng là đúng rồi đó. Nhưng mà nó hiểu như vậy thì tội nghiệp chứ đó. Tức là nó chưa có hiểu hết. Rồi bây giờ nó cần phải có một người nào đó khai thông cho nó cái chữ đạo sâu sắc hơn nữa. Thí dụ như ngày xưa Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì các em nhỏ trăn trâu gần đó, nó đến nó hỏi, nói thưa Đức Thế Tôn, con đường của Ngài là con đường gì? Ngài đã tìm ra được con gì? Con đường gì? Nói con đường của ta là con đường tỉnh thức. Mấy đứa nhỏ mới nói, ồ, vậy hả? Vậy thì chúng con có thể gọi đạo của Ngài là đạo tỉnh thức được không? Đạo tỉnh thức là đạo Phật. Bởi vì chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Người mà đạo Phật nghĩa là luôn luôn đi theo cái phương pháp, con đường làm sao sống mà chúng ta có tỉnh thức giác ngộ là đạo Phật. Vậy thì không thể nói là tôi không có đạo gì hết á. Anh không có đạo là anh không có đức. Mà anh có đạo cho nên anh mới biết ăn nói, cách sống, cách ăn thói ở tùy thời vân vân. Cho nên có đạo chứ sao không được. Cái thứ hai là có địa ngục không? Và trước hết mình định nghĩa chữ địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là tối tăm. Địa ngục là nơi nào dày chắc, sự tối tăm là địa ngục. Địa ngục có mấy nghĩa? Thứ nhất, nghĩa thứ nhất của chữ địa ngục là khổ cụ, nghĩa là đầy đủ cái khổ. Nghĩa thứ hai là bất lạc, nghĩa là không vui. Nghĩa thứ ba là khả yểm, đáng sợ, đáng chán. Khổ cụ, bất lạc, khả yểm, vô gián là sự khổ không dừng nghỉ. Thế thì đó là mình hiểu nghĩa địa ngục. Địa ngục có, cho nên địa ngục còn được một cái nghĩa là hữu, và cái nghĩa nữa là vô.
Địa ngục nghĩa là hữu, địa ngục nghĩa là vô. Vô với ai? Vô với người không có tâm địa ngục. Hữu với ai? Hữu với người có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Ở Sydney này có casino không? Nhưng mà nếu người không thích cờ bạc, không chơi cờ bạc, biết casino nằm đâu không? Mà một là không biết, mà có biết cũng có vô không? Không. Như vậy đối với người không ghiền cờ bạc, casino có không? Không. Mà bây giờ nếu mà cái người mà họ ghiền cờ bạc rồi á, có casino không? Có trong tâm họ rồi. Họ cho nên rảnh giờ nào là họ kiếm casino giờ đó thôi. Cho nên địa ngục là hữu, địa ngục là vô. Vô với người tương ưng cái nghiệp lực với địa ngục. Hữu là hữu với những người tương ưng với nghiệp của địa ngục. Còn vô là vô với những người nghiệp không tương ưng với địa ngục. Cho nên địa ngục ở đâu? Khắp nơi, khắp chỗ. Địa ngục không phải trong lòng đất không đâu. Thí dụ bây giờ bước ra cửa thôi, mà một người nào đó mà họ nổi khổ đau, phiền não, sân hận là địa ngục có mặt với họ. Cho nên có một ông Phật tử vô, ông hỏi một vị hòa thượng: Bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con biết, nói cho con nghe, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục. Hòa thượng nghe xong sáng trỏng bạc tai. Ông rước hòa thượng chạy muốn chết. Hòa thượng nói: ô, địa ngục tới rồi, địa ngục tới rồi. Lúc đó ông tỉnh, ông giật mình, ông chắp tay: Mô Phật, con sám hối với hòa thượng, con hiểu rồi, con sám hối hòa thượng, con hiểu rồi. Hòa thượng nói: ô, thiên đường tới rồi. Và quý vị thấy địa ngục với thiên đường nằm đâu? Cho nên á, địa ngục là hữu vô khổ cụ. Trong gia đình mình á, vợ chồng con cái bà con quyến thuộc không bao giờ có thể ngồi lại nói chuyện với nhau. Khổ cụ không? Khổ cụ nghĩa là đầy đủ cái khổ. Và có những lúc mà buồn chán đến mức độ là đi làm mà không muốn về nhà, chỉ muốn đi shopping, đi vòng vòng tới hết giờ về nhà ngủ thôi. Sáng sớm là muốn đi ra ngoài thiệt là sớm, không muốn về nhà, khả yểm, chán quá, không muốn thấy cái nhà này. Vô gián là không dừng sự khổ đau. Cho nên địa ngục, có một loại địa ngục là địa ngục vô gián là vậy. Thì cho nên đó, khổ cụ, bất lạc, khả yểm. Địa ngục có chứ, có với những người tương ưng, không là không với những người không tương ưng. Cho nên chữ địa ngục còn được dịch là hữu và vô. Đối với con, những lời pháp nhủ của thầy qua con được nghe qua YouTube, lúc nào con cũng thật thâm sâu nhưng đơn giản và gần gũi, đã giúp con giải quyết được nhiều khúc mắc trong cuộc sống gia đình và các căng thẳng trong công việc. Nhưng khi thật sự được gặp thầy và nghe giảng pháp Tổ Đình Phước Huệ, ý nghĩ thầy là vị Bồ Tát với tâm từ bi lớn mà con cũng đã từng có trước kia trở thành thật là khiến con vô cùng cảm động. Bây giờ câu hỏi: con xin thầy chỉ dạy cho con những phương pháp căn bản dễ thực hành để chuyển hóa tâm vọng động phiền não thành tỉnh giác, tỉnh lặng. Thì cái này đó là tất cả những gì mà chúng ta đang mong muốn. Ai cũng muốn tâm mình tỉnh giác, tỉnh lặng hết. Bây giờ mình muốn như vậy thì mình phải học một cách mà Phật giáo gọi là quán chiếu. Chỉ có khi nào chúng ta có đủ trí tuệ quán chiếu thì chúng ta mới vượt thoát được những khổ đau phiền muộn. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu vô thường. Bởi vì tất cả các pháp, không có pháp nào là thường hết. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, sao họ hay gây khó dễ với mình, thì bất quá cũng chỉ mấy tiếng trong thời gian đi làm thôi. Còn về nhà mình sẽ gặp những cảnh duyên khác. Cho nên tất cả những phiền não là tại vì do chúng ta không đủ tư duy quán chiếu để thấy rằng tất cả những cái này là những pháp môn để giúp cho mình chuyển hóa từ cái phiền não thành ra bồ đề giác ngộ.
Quý vị nhớ á, Ngài Tam Tạng Huyền Trang trong Tây Du Ký đó. Và trước khi Pháp Hòa nói thêm thì Pháp Hòa chỉ xin thưa thêm thôi, Tây Du Ký là một bộ truyện không có thật. Tây Du Ký là một bộ truyện hư cấu, không có thật. Chỉ một nhân vật có thật thôi, đó là Ngài Huyền Trang, một nhân vật lịch sử có thật ở nhà Đường. Và sự kiện Ngài đi đến Ấn Độ thỉnh kinh là một sự việc có thật, nhưng mà nó không có tình tiết ly kỳ như Tây Du Ký kể là gặp ma quái yêu tinh gì hết. Cái bộ truyện Tây Du Ký là hư cấu nhưng có lòng chứa đạo lý trong đó. Ngài Huyền Trang không thể nào tới Tây Phương gặp Phật Tổ thỉnh kinh được nếu không có ba người đệ tử phò trì, đó là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không là con khỉ, Ngộ Năng là Bát Giới, Ngộ Tịnh là Sa Tăng. Mà ba nhân vật này tượng trưng cho ba cái yếu tố tiêu cực ở trong chúng ta. Ngộ không là tượng trưng cho sân, Ngộ Năng là con heo đó, tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Một người muốn tới Tây Phương thỉnh kinh không thể nào không đi với ba điều tham, sân, si. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta tu với cái khó khăn, chứ còn cái dễ thì có gì đâu để nói mà tu. Mà nếu không có ba người này, mình không thể đắc quả tới Phật được. Vì ba người này giúp cho chúng ta chuyển. Cho nên Ngộ Không á, là tượng trưng cho sân á, thì ông này phải tu giới. Cho nên có cái dòng kim cô đè trên đầu ông. Ngộ Không là một con người thông minh nhưng nóng nảy, nhưng mà thần lực rất nhiều. Cũng thế, trí tuệ của chúng ta cũng linh động lắm. Nhưng mà nếu trí tuệ thông minh này không có tu tập thì có thể hại người, như là phá trời, phá địa ngục, phá Long Cung. Trí tuệ mà không có tu là trí tuệ nguy hiểm. Cho nên trí tuệ phải có tu, cho nên mới đội cái dòng kim cô là tượng trưng cho có một cái gì nó ngăn chừa, nó đóng khung, chứ còn không là nguy hiểm. Còn Ngộ Năng là một bản năng của con người, tham đầy đủ, tham sắc, tham tiền, tham danh, tham ăn, tham ngủ, gọi chung là ngũ dục. Ngũ dục là gì? Là năm thứ ham muốn: tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ. Nhưng mà những cái bản chất đó có trong ta không? Có không? Có chứ làm sao không? Có chứ làm sao không? Bởi vì cho nên thay vì chúng ta quá độ thì bây giờ tu lại cho nó điều độ. Cho nên gọi là Ngộ Năng. Anh ngộ rồi thì phải anh chuyên siêng năng, cần mẫn để điều phục ngũ dục ở nơi anh. Ngộ Tịnh là một con người si mê. Si là bản chất ngầm lặng, cho nên suốt đoạn đường đi Sa Tăng rất ít nói, và hầu như không có chủ động cái gì hết. Hai cái anh kia ảnh nói cái là Sa Tăng làm theo. Si mê nó cũng thế, nó muốn chửi ai cái là nó mê, nó không thấy biết gì, nó muốn nói gì nó nói, nó muốn làm gì làm. Người mê thì không gọi là tỉnh, kẻ tỉnh thì nó gọi là mê. Cho nên muốn tu thành Phật, muốn tới Tây Phương để trọn vẹn chuyến đi của mình thì không thể thiếu ba người đệ tử tham, sân, si. Mà chính tham, sân, si chúng ta chuyển thành gì? Giới, định, tuệ. Giới, định, tuệ là tam vô lậu học. Mà chúng ta muốn thành tựu thì không thể thiếu giới, định, tuệ. Cho nên cái chuyện Tây Du Ký, Ngài Huyền Trang là tượng trưng cho con người phàm trần như chúng ta đây.
Nhưng mà trong con người bình thường này có đủ ba thứ: tham, sân, si. Nhưng nếu chúng ta chịu khó tu tập, chúng ta sẽ chuyển tham, sân, si thành giới, định, tuệ. Vì vậy cho nên đi tới Tây Phương thỉnh kinh dễ dàng. Nhưng mà dễ không? 81 nạn, 81 nạn mới được gặp Phật tổ thỉnh kinh. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn thành tựu được thì chúng ta phải trải qua một quá trình thử nghiệm. Mà đặc biệt là càng tới Tây Phương thì ma quái lại càng năng lực. Chúng ta cũng thế. Chúng ta người tu tập mà càng tu tinh tấn chừng nào thì sao? Phiền não chướng duyên nó tới với mình nhiều chừng đấy. Nhưng không vì thế mà chúng ta lui sụp. Nếu chúng ta chỉ cần vượt thắng nó thì chúng ta sẽ tới được. Bởi vì ma nó chỉ có cái cách nó hù dọa thôi, chứ mình vẫn đi tới thì ma sẽ lui sụp, chứ không thể nào làm được gì mình. Cho nên ở đây cái pháp căn bản là niệm định tuệ. Hay nói đơn giản thôi là hãy chánh niệm. Bất cứ việc gì nó xảy đến trong chúng ta hàng ngày, hãy chánh niệm quán xét, tĩnh lặng cho kỹ. Ví dụ mình khởi sân si, chánh niệm tôi đang khởi sân si. Thì khi mình chánh niệm được như vậy thì dù mình chưa hết sân si, nhưng mà ít nhất mình chỉnh lại, mình chỉnh lại được cái độ sân si của mình, để mình không có quá đáng trong lời nói, trong hành động. Cho nên chứ đừng, cũng đừng nghĩ rằng, đừng nghĩ rằng là mình tu là có cái gì đó nó rất là ghê gớm. Cho nên cô cũng đừng buồn, tại vì mình còn mấy cái này. Ngày nào còn đi trên đường thỉnh kinh là ngày đó còn gặp yêu quái. Và cho nên bộ Tây Du Ký là một bộ truyện lòng chứa rất nhiều đạo lý trong đó. Chánh niệm, thì khi mà chánh niệm nó có mặt với mình rồi thì tự nhiên tâm mình định tĩnh, mà nhờ tâm định tĩnh cho chánh niệm nó cao. Cho nên quý vị cũng đừng có lo ngại, mình còn sống ở cõi đời này, ngày nào còn giao tiếp thì ngày đó còn tham sân si. Nhưng mà cái quan trọng là mỗi một lần nó trồi lên thì mình biết độ nó, giống như Ngộ Không, thấy không? Mỗi một lần mà lên cơn phá, Đường Tăng làm gì? Niệm chú Kim Cô. Đó, đến khi nào mà ngộ không thuần thục. Cho nên rồi quý vị thấy không? Nè, trên đường ba cái anh này nè, gây gỗ nhiều không? Gây dữ lắm. Có đôi lúc lý trí nó nói thôi ngồi dậy niệm Phật đi, tối tôi để từ chuông mỗi ngày 6 giờ sáng dậy niệm Phật. Thì cái con ma làm biến, con ma ham ngủ là tượng trưng con heo, nó nói sư huynh không thương sao, sư huynh bắt dậy sớm vậy, sư phụ còn chưa la mà sư huynh cứ la hoài, nằm xuống ngủ đi. Kê con mắt nằm xuống tiếp đó. Ba con đó nó nói chuyện với nhau, nó chống với nhau. Tham sân si trong mình nhiều khi nó cũng có đôi lúc đó, cái trí mình nó cũng cao lắm. Nhưng mà rồi mà nó giữa khởi lên cái là có con heo, cái tham đó, nó có cách nó nói, cái tự nhiên mình nghe lời nó. Cho nên hồi xưa các vị hay nhắc mình đó, tình sinh là trí cách. Tình sinh trí cách là sao? Hễ một cái tình nào mình sinh khởi thì trí tuệ mình bắt buộc nó phải, mình phải rời à, nó phải rời thì nó, cái trí mình nó rời mình thì cái tình cảm mình nó dễ nặng. Cho nên thôi thì đạo hữu cũng nhớ là mình ở trong cõi đời, còn giao tiếp là còn tiếp tục tu. Và đến khi nào mà tâm mình đối cảnh vẫn biết mà không dao động, cái đó gọi là gì? Đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là mình thờ ơ lạnh nhạt, vẫn làm tất cả mọi việc nhưng bây giờ không dính mắc khổ đau gì nữa hết. Như cái đạo hữu hồi đầu hỏi đó, làm việc cho người ta mà sao không thấy người ta nhận cái gì chứ mình, mà cứ hễ chỗ nào cực nhọc là gọi mình vậy đó. Mình hãy đối cảnh vô tâm, làm tất cả việc
mà không việc gì mình thấy mình làm, thì chừng đó mình mới thảnh thơi được. Cho nên quý vị thấy trong 10 cái mục chăn trâu để mình chăn tâm đó, của nhà thiền đó, thì có một cái mục gọi là gì? Thõng tay vào chợ. Lúc đó thông dong đi vào chợ, tay vẫn xách cái giỏ cá mà không có gì trở ngại. Cái giỏ cá là tượng trưng cho trần lao, đi vào chợ là tượng trưng cho nhập thế. Mình đi nhập thế mình tùy thuận, nhưng tâm mình không nao núng, không có dính bận. Nói như vậy không có nghĩa là lý thuyết, mà chúng ta cần phải nhận cái đó làm cái pháp tu, để nó có thể thật sự nó ứng với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chừng đó mình nghe pháp dù một bài, nhưng mà lời pháp thấm thì một bài đó đã đủ. Nhưng mà mình nghe nhiều không phải là không tốt, nhưng mà mỗi một lần mình nghe thì nó giúp cho mình thanh lọc thêm được cái sự hiểu biết của mình, biết những điều chưa biết, sáng tỏ những điều chưa thông, làm cho trí tuệ mình sáng, giải tất cả mọi hiểu lầm, và làm cho mình tăng trưởng cái lợi ích rất lớn. Và đó là cái lợi ích của sự nghe pháp. Hôm nay Pháp Hòa về lại Tổ Đình Phước Huệ lần thứ nhì trong chuyến này để cùng thăm quý vị, và có một buổi sinh hoạt với quý vị qua cái phần trả lời câu hỏi. Thì câu hỏi cũng còn, nhưng thời giờ chúng ta cũng có hạn. Thôi thì xin dừng ở đây. Sẽ gặp lại đại chúng tối nay lúc 7 giờ. Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ, hồng phân đạo.